Rồi, Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Du Bơm Nước nha. Thì ngày hôm nay Thiện cũng soạn một ít lô hàng để cho phục vụ cho bà con, vừa có phụ tùng nè, vừa có đầu nổ cũng rất là nhiều. Và hôm nay Thiện lại lên lại những cái cây cần xịt thuốc và chới và lử cho bà con lâu nay hay mua. Bà con cứ hỏi mà lâu nay bị đứt hàng nha. Thì lên cũng được còn một ít lam và một ít cưa. Thì cưa thì bà con cũng ủng hộ hết, cũng còn có một hai con. Thì bà con cũng mến bên cửa hàng là bà con cũng ủng hộ rất nhiều. Thì Thiện cũng cố gắng để lên cho bà con một ít số lô hàng nữa, trong kho thì cũng cạn kho hàng, nó cũng còn ít lắm. Tại hàng bãi trong chờ 24 tháng 9 mới mở công. Thì Thiện cũng ráng lục những đồ phụ tùng để phục vụ cho bà con, để nhiều lúc bà con quên Thiện đi, cho nên Thiện cũng ráng cố gắng soạn những cái máy trong kho đồ ra này nọ bán cho bà con. Thì lên kênh lúc nào thì bà con cũng ủng hộ là tỷ lệ đến 70%, chỉ còn 30% thôi. Đó, thì hôm nay cái đọc viền một cái lô hàng ngày hôm nay á, thì tình cờ Thiện quen một anh ở bên Nhật, thì ảnh có nhập cho mình một cái lô hàng. Thì có nghĩa là lô hàng này là chuyên về điện tử, nó là chuyên về laptop, máy tính, sách tay, là của hàng Nhật bãi đàng hoàng nha. Thì Thiện thấy thì chắc chuẩn bị Thiện cũng qua cái ngành này cũng bổ sung thêm để bán. Thì ảnh cũng phối hợp là ảnh đã đưa về một mớ cho máy để mình chào hàng, mặt hàng cho bà con. Và Thiện sẽ báo giá tất cả những hết những cái con máy. Và Thiện cũng mới vừa đầu tư đó, đầu tư cái ngành này cũng phải thuê một cái anh thợ, cũng mất hết 20 triệu đó, vừa thợ sửa máy và vừa sửa thợ để bấm bàn phím, chứ Thiện không am hiểu về những cái này đó. Thiện chỉ biết là những cái tên đơn hàng đó, cho nên Thiện cũng để trong chút nữa là anh em test những cái con máy đó cho bà con, cái tốc độ nó nhanh đó, và báo số mơi đồ này và bấm chỉ dẫn hết cho bà con. Riêng những cái laptop này của Nhật này đặc quyền là máy Nhật đàng hoàng nha. Đó, có máy Nhật đó là Thiện đã chạy chương trình qua tiếng Việt rồi đó. Thì như có một cái như là chưa chạy thôi, nhưng mà toàn bộ ngày hôm nay Thiện lên đây là dời khoảng nằm tầm 20 cái, nhưng mà Thiện lên 4 cái trước cho bà con. Thì 4 cái này đã chạy chương trình qua tiếng Việt để cho những em học sinh nè đó, vừa học nè, tải game tải đồ là rất là mạnh nha. Đó, Thiện cũng đã thử hết rồi, chút nữa Thiện sẽ nói chi tiết và báo giá cho bà con. Và Thiện cũng còn đâu được mấy cái con bơm xả lúa đó, xả lúa của hàng Liên Danh đó, hàng đó là cũng là hàng của thằng Đài Loan hết nha. Đó, và bơm nước mini là Thiện sẽ nói chi tiết cho bà con. Thì trước mắt thì hình thức thì bà con cũng rõ rồi, thì buôn bán thì bà con cũng phải có cọc rồi Thiện gỡ hàng cho bà con nha. Còn từ khi những khách quen nào đã mua hàng của Thiện rồi thì Thiện sẽ ship code về cho bà con đó. Thì bà con, cái thứ hai nữa là bà con lưu ý dùm cho Thiện là khi mà bà con mà nhận hàng bưu tá thì bà con phải kiểm tra hàng trước khi bà con thanh toán. Cho dù bà con có chuyển khoản đủ đi cho Thiện đi nữa cũng phải kiểm tra, để mà mình coi trong cái giai đoạn là gỡ hàng đi nó có bị qua chạm cái gì không, để mà còn báo cho bên cửa hàng, để mà cửa hàng còn xử lý bên bưu điện để mà còn bồi thường. Chứ là bà con cứ nhận hàng đã rồi xong á, là bưu tá tại giờ người ta ký đơn mất á, là mình không thể nào kiện được bưu điện nha. Cho nên bà con lưu ý dùm, dù có 50-100 ngàn đi nữa thì bà con cũng phải kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán, để mà mình còn biết mình xử lý. Chứ bây giờ bà con cứ bơm dời là Thiện cũng không biết cách nào xử lý, chỉ có tình cảm anh em chú bác đó để thương lượng với nhau thôi. Cho nên bà con kỹ dùm mấy cái đó dùm cho Thiện, trước khi nhận hàng phải kiểm tra hàng dùm cho Thiện là tốt nhất, rồi xong nhận hàng ký đơn thôi nha. Đó, thì hôm nay chắc Thiện đang mới rửa tay, mới rửa đầu được chục cái xi măng này đó, xi măng mà nó trắng cái tay luôn, để mà vô những cái màn phím này chứ không là nó dơ đi đó. Thiện sẽ vô cái khúc này trước để cho anh thợ anh sẵn ánh tay anh cũng còn sạch sẽ anh để anh bấm, chứ đăng cái này lên nhớt không vô chắc chết luôn. Rồi bây giờ là Thiện sẽ đi từ hôm nay là Thiện sẽ đi từ bơi nha. Đó, hôm nay Thiện sẽ đi từ bơi một đi. Đúng rồi, bữa nay đi bơi một đi chứ đi bất công mà lộn cái kênh. Hôm nay Thiện sẽ đi sơi nha. Đó, tại vì sợ lộn, bây giờ hôm nay là Thiện sẽ đi sơi một cho bà con nè. Thì hôm nay là Thiện sẽ vô cái đầu tiên. Thiện sẽ vô cái đầu tiên nè. Cái đầu tiên này là một cái laptop sách tay hàng Nhật chính cống đàng hoàng. Đó, từ bên đó về đàng hoàng. Hàng này đã chạy chương trình đã qua tiếng Việt cho mình dễ xài rồi nha. Cái thằng này là hãng của nó là Gateway gì đây. Đó, Thiện sẽ quay chi tiết cho bà con, màn hình rất là rộng.
lấy cái thước đo thước màn hình. Cái độ rộng của nó, cái độ rộng của nó màn hình nè. Độ rộng màn hình là nó là 38. Còn cái chiều cao á là nó là 14 nha bà con. Đó thì rất là nhẹ, thì cái đây thì rất là nhẹ nhàng, bà con ôm đi làm việc hay là làm những cái công việc văn phòng đồ cũng được luôn nha. Đó, nhưng những cái con nào mà thì bà con thấy RAM nó cao là rất là mắc tiền thì bà con mua máy tính sách bản sách tay thì bà con cũng rõ rồi. Thì bây giờ thì sẽ cho anh thợ, anh sẽ khởi động máy lên cho bà con xem. Đó thì giá tiền đi là nó sẽ có cục sạc đầy đủ cho bà con và một con chuột đàng hoàng. Chuột là hiện tại giờ chuột đang bò trong thùng xốp rồi, thì chưa mới cái khu giờ mà chuột nó còn nấp. Đó thì sẽ kèm tặng cho bà con là một con chuột, con chuột để mình lắc. Đó, và dây sạc đầy đủ hết cho bà con, và trong cái đó là cái giá tiền, trừ cái là thiện sẽ không bao phí vận chuyển nha. Đó, tại vì riêng kênh của thiện là thiện bán, thiện không có bao phí vận chuyển gì hết. Nhưng mà riêng nếu mà riêng 4 cái laptop ngày hôm nay thì bà con nào chốt thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con luôn, nó không đáng xá gì có mấy chục ngàn. Đó, nếu mà bà con nào cần quan tâm thì thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con luôn, trừ laptop ra thôi nha. Còn những mặt hàng khác là thiện sẽ không bao phí vận chuyển nha. Đó, thì thiện sẽ vô con C1 nè. Bây giờ thiện sẽ cho anh thợ là khởi động máy cho bà con nè. Đó, rồi bây giờ bấm nút nguồn này nè. Đó, đây là nút nguồn nè. Đó, bấm nút nguồn lên. Đó, để tự máy chạy nè. Đó, đây là cái ký hiệu của máy nè. Đó, bà con giờ nó là... nó là 40 hả? 4GB nha bà con. Và dung tích nó cái gì và 64 gì đây thì đó, thì thiện cũng lúc tốt cũng mù lắm, tại học lớp 5 ra cái đi mua phí liệu cái lên ngành làm ngành YouTube luôn đó, cho nên cũng không âm hiểu. Về đây thì thiện sẽ quay như vậy cho bà con, những bà con nào đã xài những cái dòng này thì bà con sẽ thấy hiểu về cái lúc tốt thôi nha. Đó, thiện chỉ biết sơ sơ bấm vô chơi game bậy bạ thôi chứ con cũng không có biết là bấm cái tùm lum nữa hết á, chứ ngày hôm nay giờ cứ bấm này nọ enter này nọ thôi. Thì cái con này là nó có một cái giờ những cái dành này như cái đây là tải đó, cỡ này là như tải game tải đồ là rất là mạnh nha. Đó, bây giờ anh thợ anh sẽ thoát ra và vô những cái YouTube cho bà con thấy máy nó chạy là rất là nhậm nè. Đó, thì cứ quay màn hình nha, còn ở dưới thì bà con chắc biết bấm rồi. Đang chạy. Đó, bấm vô phim nè. Đang chạy. Mạng yếu à. Đó, rồi cái con này đó thì bà con dòm thì bà con cũng rõ rồi, cái số ghi số nào đồ đó là thì cũng có quay kỹ cho bà con. Thì cái con này, con sơi 1 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 4,2 triệu nha. Đó, con sơi 1 này là bán cho bà con 4,2 triệu, hãng của Ga Tê Quay. Đó, đang mới tập mới học lên thêm một cái ngành học tiếng Anh nữa. Đó là sơi 1 4,2 triệu nha. Đó, đây là tắt nguồn. Đó, đóng lại, hình thức nó như vậy. Đó, bà con thấy mẫu mã nó nè, rất là đẹp luôn nè nha. Đó, mẫu mã nó rất là đẹp siêu sao luôn. Đó, nhẹ nhàng. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, con này là con sơi 1 nha bà con. Rồi, vô con sơi 2 nè. Một con Fujisu. Thật chứ mới lên này làm cái này cũng khó nữa, mới tập YouTube mà lên làm bán cái ngành này thì cũng khó quá. Cho nên bà con nào dòm thấy đọc dùm cho thiện luôn, Fujisu gì đây. Đó. Này, con này nó cũng là 40 luôn nè nha bà con, nhưng mà con này nó mẫu mã rất là đẹp luôn. Đó, nó là màu trắng, nó rất là đẹp. Bây giờ thiện sẽ khởi động thốt ra cho bà con. Đó. Còn khi nào bà con nào mà mua, bà con muốn thiện test, thiện sẽ test máy lại trong thời gian đó, thiện sẽ test cho. Thì trong kênh đó thì nó thời gian nó hơi dài. Ừ, thì bà con nào cần thiện test thì thiện sẽ test máy lại cho bà con. Bây giờ trước mắt là coi những cái thông dụng của máy. Đó, để bà con thấy bà con ưng ý thì bà con lấy nha. Đó.
Rồi, khởi động như vậy là được rồi. Bây giờ tắt để quay cái hình thức bờ hoài cho bà con xem nè. Rất là đẹp, mẫu mã rất đẹp, cái màu này rất là đẹp. Mấy chị mà xinh gái rồi là rất là xinh luôn nha. Đây mã hoạch đồ muốn sạc gì đó bà con cứ sạc nha. Đó, đầy đủ tiện nghi. Và máy nó đi nó sẽ kèm theo là một cái cục sạc và một con chuột. Con chuột đang nằm trong thùng xốp nha, nó đang núp trong đó, nó ăn xốp đó. Rồi, cái con máy này là con sơi 2. Con sơi 2 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 4 triệu nha. Sơi 2 bán cho bà con 4 triệu. Rồi, vô con sơi 3 nè. Sơi 3 này là một cái con Toshiba. Toshiba này cũng khởi động, nó hình như nó cũng là 4G. Rồi, chuyện bấm vô cái chỗ đó cho bà con đây. Phải không? Nó cũng là 4G nè. Ở cái này là bà con tải trò chơi hay là lưu trữ những cái gì quan trọng của mình đều được hết nè. Đó. Rồi thoát nó ra đây. Rồi. Được rồi. Giờ hở bà con nào mà muốn cần mà khi mà mua á, thì bà con muốn thiện test thì trong thời gian đó thiện thì test máy mở phim mở đồ cho bà con hết. Đó. Thì trong những cái dòng máy này thì máy bên Nhật cái độ bền nó rất là cao. Thì nó xài nó đạt tới là 75% lận. Nhưng mà riêng về máy tính bảng á, là phần mềm nó hiếm khi mà hư. Nhưng mà nó mà cái trục chặt những cái con chuột này nọ là bà con mua rất là rẻ, có mấy chục ngàn, trăm ngàn đổ lại thôi. Đó, nhưng mà còn cái phần mềm của nó là khó hư nó lắm nha bà con. Từ hồi đó giờ hồi chưa giờ chưa nghe nó hư nha. Đó, nhưng mà mình linh kiện này là ở Việt Nam mình đặt cũng có thông dụng hết để mà mình thay thế hết, cho nên bà con yên tâm mua những cái mặt hàng này giờ xài. Nhưng mà cái độ bền của nó rất là cao và giá tiền nó cũng đầm mềm nhân cho bà con nha. Đó. Rồi, con này là con sơi 3, nó là Toshiba. Đó, mẫu mã nó như vậy và kèm theo là dây sạc và một con chuột. Thì con sơi 3 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 3,9 triệu nha. Đó, con sơi 3 bán cho bà con 3,9 triệu. Rồi, vô con siêu VIP nhất này hôm nay nè. Đó, siêu VIP nha. Lenovo. Lenovo là cái gì? ThinkPad gì đây. Đó, thấy không? Khởi động máy. Con này là ghi nó rất cao nha bà con. Đó, chuyện bấm vô ngay chỗ cái thông số của máy cho bà con. Đây. Bà con thấy nó 8G không? Đó. Con máy này nó rất năng lượng, nó rất là nhiều, cho nên dành những cái máy này là bà con mà tải mà lưu trữ là rất là nhiều luôn nè. Đó, con máy này máy siêu VIP nhất ngày hôm nay, tại bữa nay giờ á thì được có một con này là lớn nhất, lớn mơ nhất nha. Rồi, con này là con sơi 4 nha. Đó, sơi 4, mẫu mã. Mẫu mã nó như vậy. Đây. Mẫu mã nó là Lenovo rồi ThinkPad. Đúng rồi, nó là ThinkPad nha. ThinkPad nè. Mẫu mã rất là đẹp, sách tay, hàng sách tay nè. Rất là đẹp, nó cũng có mã sẹt, mã đồ nè, của Nhật đồ đàng hoàng hết nè, thấy không? Đây. Đây bà con giờ mà thấy không? Đầy đủ. Máy móc đồ còn rất là đẹp luôn nha, không có xước cái này nọ đâu. Nè, máy đồ rất là đẹp, đây là do bụi bặm thôi. Hàng bãi là xài rất là ngon. Bữa nay mà ra mà mua ra thế giới di động mà mua những cái con máy laptop toàn là 9-10 triệu. Đó, như vậy mua cái rẻ rẻ này giờ cho con cái rồi nó học được cũng được nữa nè. Đó, thì cũng định đỡ lại cái cho thằng con trai cưng của Thiện để cho nó học. Mà điều nó học dở quá, phải nó học dở dở một chút mà cho nó hai cái cũng được. Rồi, con sơi 4 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 4,9 triệu nha. Đó, sơi 4 báo 4,9 triệu. Rồi. Thì bây giờ là Thiện sẽ vô những cái con máy đây cho bà con. Đó, thì cái này là Thiện đã ấy chút nữa là Thiện ấy ký hiệu đàng hoàng nha. Đó, chứ để lộn. Rồi, Thiện con bắt đầu sơi 4 rồi, bây giờ Thiện sẽ vô sơi 5. Đó, sơi 5 nè. Một con này là con Winafon nha. 45cc, bình 26 lít có chức năng xả lúa bao nổ cho bà con. À, có chức năng xả lúa nha, bao nổ, xả lúa là xả phân và phun voi, phun voi nè, rồi phun phân nè, đó đầy đủ xả lúa luôn, là máng nó là qua máng chợt inox hết rồi nha, rất là mạnh. Thiện sẽ bao nổ con máy này cho bà con sơi 5 này bán cho bà con giá bán 1,6 triệu nha, sơi 5 1,6 triệu nha. Rồi vô con sơi 7 nè. Đó. Rồi vô con sơi 7 nha, cũng là một con nữa, nó cũng là Winafon luôn. Con sơi 6 này nha bà con.
Con này cũng vậy, cũng có chức năng xả lúa, phun phân, phun vôi, đó đầy đủ. Đó, còn bà con nào mua ống sùng thì alo cho Thiện nha. Rồi riêng con máy này cũng vậy, con sơ 6 này thì cũng bán là bao nổ cho bà con. Đó, bán bao nổ cho bà con nha. Đó, bán bao nổ cho bà con, giờ cái việc bà con xài thôi. Giờ đổ xăng vô là xài nha, đổ xăng pha nhớt nha, đừng có đổ xăng nha. Rồi con này cũng vậy, thì cũng bán cho bà con 1 triệu 6 luôn nha. Rồi vô con sơ 7. Đây, cũng là một cái dòng của nó nữa. Nó cũng là hãng của nó là cũng là thằng Hukote đó. Hukote hàng liên danh của Thái. Đó, Hukote mà đã bị nó te quá, nó mất cái tem. Con này cũng vậy, cũng nổ rất là ngon, bao nổ, bao xài luôn cho bà con luôn. Cũng có chức năng xả lúa, phun phân, phun voi luôn, đầy đủ luôn nha. Nhưng mà vì mất cái tem bán rẻ cho bà con 1 triệu rưỡi 50 ngàn. Sơ 7 1 triệu rưỡi 50 ngàn nha. Đó, sơ 7 1 triệu rưỡi 50 ngàn. Rồi vô con sơ 8. Sơ 8 nè, một con máy cắt đá nha. Đó, cắt đá hàng Thanh Lý của mấy anh đi Tây Ban Nha. Đó, Tây Ban Nha thì không đi mà đi Anh. Đó, cho nên nó là vì vậy cho nên mấy ảnh đi qua nước Anh hết rồi. Thì cái con này là con máy cắt đá, điện là gắm điện là xài nha. Thì cái con sơ 8 này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 1 triệu 1 nha. Đó, bán cho bà con 1 triệu 1. Sơ 8 1 triệu 1 nha. Rồi chưa, hất cái này ra đựng vô. Rồi vô con sơ 9 nè. Sơ 9 là một con bơm nước mini nha. Quên, con bơm nước Rubin EE15, động cơ là 3 ngựa rưỡi. Dưới cái bơm cũng được. Đó, động cơ 3 ngựa rưỡi nha. Đó, con này là Thiện cũng bán bao nổ cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con xài thôi. Đó, giờ cái việc xài thôi nha. Là con sơ đây là sơ 9 nha. Đó, hút xả là 60 nè. Đó, nó có ren đồ sẵn hết. Giờ là việc bà con là gắn ống vô là bà con xài thôi. Đó, con này động cơ nó 3 ngựa rưỡi, bơm ruộng bơm đồ, lưu lượng nó là 600 lít nước trên phút nha. Dòng chua là 4.000 rồi. Rồi con sơ 9 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 1 triệu 8 nha. Sơ 9 1 triệu 8 nha. Rồi vô con sơ 10 nè. Sơ 10 nè. Sơ 10 là một con Kuruta. Con này là Kuruta New nha. Bình xăng bình đồ là còn rất là đẹp ha. Có báo nhớt báo xăng đồ đàng hoàng. Con này động cơ nó là 5 ngựa nha bà con. Con này động cơ nó 5 ngựa 2. Đúng rồi, động cơ nó 5 ngựa 2 nha. Kuruta này động cơ nó 5 ngựa 2. Hút xả là 90, lưu lượng là 1.000 lít nước hết nha bà con. Đó. Giờ con này cũng vậy, Thiện cũng bán bao nổ bao xài luôn cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con xài thôi. Con này nó có một cái ren sẵn nữa nè. Đó, giờ cái đổ xăng vô, đổ nhớt vô máy là xài thôi nha. Con này là con sơ 10. Sơ 10 này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 2 triệu rưỡi 50 ngàn nha. Sơ 10 2 triệu rưỡi 50 ngàn. Rồi bây giờ Thiện sẽ vô những cái phụ tùng cho bà con cái này nha. Mà tới sơ 10 rồi đúng không? Rồi bây giờ là Thiện sẽ vô phụ tùng. Thì bà con cứ chốt cái phụ tùng về, nói cái phụ tùng đó dùm cho Thiện cái nha. Đó, rồi bây giờ Thiện sẽ vô lại cái chế xăng nè. Chế xăng này là chế xăng One Pro, chế hợi 2 kim. Chế này xài rất là xịn sò luôn, bà con xài rất là khen. Rất là khen nhiều, rất là nhiều luôn nha. Cho nên là Thiện mới nhập về để mà Thiện bán cho bà con. Thì cái này là một cái như vậy là Thiện sẽ bán cho bà con là 90k cộng phí ship hết nha. 90k là cộng phí ship. Còn bà con nào lấy 5 cái Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nha. Đó là chế xăng, ai chốt cái gì là đọc cái đó nha. Chốt lại hỏi đơn sử chốt chế xăng này là đọc chế xăng nha. Đó, hỏi chốt chế xăng này đọc chế xăng. Rồi, vô cái thứ hai nè. Cái thứ hai là một cái phụ tùng nữa, gồm có hai cái cổ của phun voi. Phun voi máy mới nè. Cái cổ phun voi máy mới qua 10 cục cao su. 10 cục cao su nha. Thì bà con nào chốt cổ lại cao su nó đọc như vậy là Thiện biết nha. Có thể là bà con nói chốt cái lô cao su là Thiện sẽ chốt cái đó cho bà con. Thì cái lô này cái lô cao su lại hai cái cầm này Thiện sẽ bán cho bà con là 100 ngàn. Lô này Thiện sẽ bán cho bà con là 100 ngàn nha. Rồi vô cái cần. Cần rút 3 mét nè, lại quay lại nè, đã mất một thời gian. Giờ cũng thời gian rất dài rồi, đã đứt hàng. Bán mà đến nỗ mà đứt hàng luôn, không có hàng bán rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đã về lại thì Thiện sẽ bán cho bà con một cây cần như vậy nè, là 100k. Cần nó là cần rút ra 3 mét. Cần rút ra 3 mét nha, từ khúc này. Thì bà con nào lấy 5 cây thì Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con. Lấy 10 cây bớt thêm số tiền nữa nha.
Thì một cây như vậy là 100k cộng phí ship nha. Cần nha, bà con chốt là chốt độc cần cho Thiện nha. Rồi, vô một cái lô phụ tùng nữa nè. Đây là cùm những anh nào mà buôn bán á, là bán những cái hàng phun voi thì những cái cùm này á, là Thiện có lấy thanh lý của anh ông anh đó giờ cũng rất là nhiều đó. Thì bây giờ ngày hôm nay Thiện sẽ xả ra cho bà con luôn. Một cặp cùm như vậy trong đống này là 10 cặp đó, 10 cặp như vậy nè, Thiện sẽ bán cho bà con là 120.000 cùm đó. Bà con chốt là bà con đọc là cùm cùm nha. Đó là 120.000 là cái cùm. Rồi bây giờ là Thiện sẽ vô lô cho bà con nè. Rồi vô sơi 11 nè. Đó sơi 11 nha. Đây sơi 11 nè, gồm có mấy cái bình bình xăng nè. Thiện sẽ quay từ từ cho bà con và đếm số cái cho bà con. Đó. Và có một con rít nó bán luôn, con rít luôn. Rồi một cái nè nha bà con. Đây là một cái nè, hai cái nè, đây là của xả lúa nè, hai nè, ba nè, đục cái bình này mới gọi là VIP nè, ba nè, bốn nè, năm nè, à, bà con thấy hình dạng nè, năm nè, sáu nè, của xả lúa hết, bảy nè, à, bảy nè, tám nè, đó bà con rất cần bình của Covid nè, tám rồi. Em đếm mày mấy cái? 8 à. 9 nè. 10 nè. Đó. Rồi, 10 cái bình như vậy nè nha bà con. Đó, Thiện sẽ bán cho bà con giá bán 250.000. Đó, sơi 11 250.000 nha. Rất là những cái bình này rất là cần nha. Sơi 11 250. Rồi, vô sơi 12 nè. Đây, một cây cắt cỏ ba lô. Hàng này là xài cho những bình thường thôi. Của hãng Winaphone của thằng Đài Loan bao nổ bao xài cho bà con đó. Thì cái con máy này nó đi là phụ kiện đầy đủ, full phụ kiện cho bà con luôn, cần đồ đầy đủ hết cho bà con. Cần ba lô đồ đầy đủ hết luôn nha. Đây cần đồ nó trong này nó có hết đầy đủ cho bà con nè. Đây cần nó đây đầy đủ đầu bò đồ đầy đủ hết cho bà con nè nha, nguyên bộ nó là đầy đủ đó, dao nè, phụ tùng nè, thấy không, phá kìm mỏ lết gì tùm lum đây đó, phun đồ phun luôn nha. Rồi con này là con sơi 12, sơi 12 này sẽ bán cho bà con giá bán là 1.3 nha, sơi 12 1.3. Rồi chú cái sơi 14 nè, một cái đầu áp T22 đầu ti sứ nha bà con, bao bà con xài luôn đó. Thiện đã test vàng rồi, Thiện đã lên vàng test vàng cho bà con rồi, bà con nào thích đó thì Thiện sẽ test cho bà con xem đó, Thiện sẽ gắn lên máy và test cho bà con xem luôn nha. Đó con này là ti sứ T22 nha, còn rất là xịn sò đó, chân lóc máy lóc đồ là còn rất là đẹp, rất là cứng cáp luôn nha bà con, xài rất là mạnh luôn. Thiện đã bán được hai con ráp lên vàng rồi, thì Thiện sẽ chuẩn bị cái lô hàng cái khung rồi Thiện sẽ ráp lên vàng để bán một cái giá siêu rẻ cho bà con đó. Nhưng mà lên một vàng là cũng bán được rồi. Thì bây giờ là bán đầu rồi, bà con mua đầu rồi thì đầu rồi, muốn mua đầu ráp động cơ thì Thiện sẽ ráp động cơ cho bà con đó. Rồi cái này là sơi 13 nha bà con. Đó sơi 13 này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 1.3 nha. Đó, bán cho bà con 1.3. Đó sơi 13 1.3 đi kèm theo bô ri dây hồi dây hút đầy đủ hết cho bà con nha. Đó ti sứ T22 nha, là sơi 13. Rồi vô sơi 14 nè. Đó, một cây cưa. Cây cưa này là G405 nha. G405. Cái này là lam Latin, nó là lam 5 tấc. Đó, lam 5 tấc nha. Dài vậy này nè. Dài rất là dài, Latin còn rất là đẹp luôn nha. Đó, cây này là bao nổ luôn cho bà con nè. Cây này bao nổ luôn cho bà con. Từ từ. Đó, bật công tắc lên. Rồi lại. Đó con này còn rất là đẹp, mẫu mã đồ rồi, mặt tiền mặt đồ là còn rất là đẹp luôn nha.
Con này là con sơi 14. Đúng không? Đúng rồi. Rồi sơi 14 con G405 này bán cho con giá bán 2 triệu 3 nha. Ở sơi 14 bán cho con 2 triệu 3. Đó. Rồi sơi 15 luôn. Sơi 15 nè, một con G36 nè. Đó, những cái con này là Thiện test lửa cho bà con coi nè. Đó, thì bọn bà con nào muốn dọn nổ thì cứ báo Thiện sẽ cho thợ nổ luôn. Đó, lửa đá nè, thấy không? Rồi bán cây này cho bà con sơi 36 nha, bán cho bà con là cây này bán cho bà con là 1 triệu rưỡi nha. Đó, sơi 15 bán 1 triệu rưỡi. Rồi. Vô sơi 16 luôn. Đó, sơi 16 là một cuộn dây nha. Dây này dây rất là tốt, dây dẻo nha. Đã dẻo có hai đầu bấm. Đó, hàng da băng đàng hoàng nha. Đó, da băng đàng hoàng 8.5. Dây này là 8.5 nha. Rồi một cuộn như vậy nè Thiện sẽ bán cho bà con là 600 ngàn. Là sơi 6. Sơi 16 600 ngàn nha. Rồi vô sơi 17 nè. Đó, gồm có là 6 cây làm xích bánh xe. Đó, xích bánh xe nha. Xài xích 91 nha. Đây là xài xích 91 hết. Toàn bộ những cái đây là xài xích 91 hết 6 cây. Thì cái này là sơi 17 nha. Sơi 17 bán cho bà con 250 ngàn. Sơi 17 250 ngàn. Rồi sơi 18 nè. Đó, một cây lam Latin. Đây là chắc 40 nè, 2 gang 40 nha, 2 gang 40 lam Latin. Đó, cây này là cái này nó hơi nhỏ nè. Rồi kèm theo tặng cái này luôn cho bà con luôn. Rồi cái này là sơi 10 hả? 18. Rồi sơi 18 nha, bán cho bà con hai cây như vậy nè. Bán cho bà con giá bán là 380 ngàn nha. Đó, sơi 18 380 ngàn. Rồi vô sơi 19 nè. Đó, gồm hai cái lữ còn đâu sốt trong kho, còn hai cái lữ nha. Lữ này lữ lữ hai mấy nè, 22 nè. Đó, lữ 22 nha. Đó. Lữ nè, thấy không? Cái gì 25 nhân cho 40. Rồi còn đâu được sốt hai cái nè, kỳ trước bán đâu mà còn sốt ra đây hai cái đây không biết. Rồi, bây giờ hai cái như vậy nè, bán rẻ luôn cho bà con luôn, 100 ngàn. Sơi 19 100 ngàn nè. Rồi sơi 20 nè. Đó, có mớ nắp nè. Đó, mớ nắp phun voi rồi bán cho bà con nè. Đó. Rồi sơi 20 nè, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, đây có phun thuốc nha. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 9 nè. 10 nè. 11 nè, 12 nè. 13 cái nha. Rồi, 13 cái này bán cho bà con 80 ngàn nha. Đó, sơi 20. 13 cái 80 ngàn. Rồi sơi 21 nè, có mấy cái bình củ cưa nè. 1 nè, 2 nè. Cái này bình củ phun thuốc nè. 3 nè, châu luôn nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, rồi 100k nè. Sơi 21 100k nè. Rồi sơi 22 mấy cái vàng áo bô nè, trời hết luôn nè. Đó, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 9 10 11 12 13 bộ e đồ nữa. 14 15 16 17 bộ e đồ nè, 18 19 20 21 22 23 của Echo nè. Đây bỏ nè. 23 nè, 24 nè, 25 nè, 26 nè. Đó, lộn xộn nha. 27 28 nè. 29 nè, 30 nè. Đó, 33 nè. 33 nè, 36 nè. Đó, 39 nè. 39 nè. Rồi. Qua 40 nè. Đó, 46 cái nè. Đó, 46 cái. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, 46 cái như vậy bán cho bà con 150 ngàn. Đó, sơi 22 150 ngàn. Rồi, đóng đóng tay cầm cưa luôn, 23 luôn. Sơi 23 nè. 1 2 3 cho 4 5 cho 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20. Ô cha nhiều lắm nha. Đó, 20. Ờ, 20, 21, 22. Cho. Rồi, 150 nha. Xơi 23, 150 nha. Rồi, xơi 24 luôn. Đó, một cây máy cắt đường Estin gì đây? Đó, Estin. Đó, Estin nha. Bán máy sát cho bà con luôn. Estin 350. Rồi, xơi 24. Đó, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Xơi 24 nha. Rồi, bán cho bà con 250 ngàn. Xơi 24. 250 ngàn. Rồi, xơi 25 luôn. Rồi, gồm hai cây lam luôn nè. Đó, lam này lam 4 tấc nè. Đó, kèm theo cái đây là tặng nè. Đó, 4 tấc nha. Cái này cũng 3 tấc rưỡi nè. Rồi, cái này bán cho bà con là 420 ngàn nè. Đó, xơi 25, 420 ngàn nè. Rồi, vô xơi 26 luôn. Rồi, một cây G35 nè. Đó, G35 nha. Thử lửa cho bà con luôn nè. Đó, rồi, lửa rất là ngon. Bà con nào muốn làm nổ thì cứ báo thiện làm nổ luôn. Rồi, cây này bán cho bà con 1.450.000 nè. Xơi 26, 1.450.000 nè. Rồi, xơi 27 nè. Đó, gồm hai ống sùng nè. Đó, gồm hai ống sùng nha, dành cho phun voi nha. Đó, đầu nhỏ, đầu lớn nè. Rồi, bán cái xơi 27, 150.000 nè. Xơi 27, 150.000 nè. Rồi, xơi 28 nè. Một cái đầu của Robin xơi 08 nè. Đó, con này hơi lửa màu xăng màu đồ nổ hết rồi. Ngày hôm qua là đổ xăng đô vô nó nổ luôn rồi nha. Nhưng mà mất cái nắp bô e. Mất cái nắp bô e nha. Con máy này đáng lẽ đã đi rồi nè. Nhưng mà ngày hôm nay nó thương thiện quá, nó còn nằm lại thì bán tiếp. Đó, do là khách chốt rồi, ngày mai khách hủy đơn đó. Rồi, bán rẻ luôn cái cây 08 này cho bà con. Giá bán là 780 ngàn nha. 780 ngàn. Xơi 28. Rồi, xơi 29 nè. Một cuộn dây 6.5 nha. 6.5. Rồi, cái này là 50 m, có dây nối dây đồ luôn, cũng in chữ gia băng đàng hoàng. Rồi, cuộn này bán rẻ luôn cho bà con luôn. Bán cho bà con là 480 ngàn. Bán cho bà con 480 ngàn nha. Xơi 29 nha. Rồi, xơi 30 luôn nè. Đó, ba cái tay cầm này bán rẻ hết cho bà con rồi, để chuyện dọn dẹp luôn rồi. Đó, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, cho 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nha. Rồi, 20 này là bán rẻ luôn cho bà con thôi. Cái này cho ít, bán cho bà con 180. Xơi 30 180 nha. Ơ quên, xơi 30 120. 30 120 lộn bà con ơi, cái kia nó cho mà. Rồi, xơi 30 120. Cho cái ông nọ này đi cho hết luôn nè. Rồi, nguyên một đống nè. Xơi 33. Hả? 33. Đó, một đống áo nè. Đó, lộn xộn. Ủa, giật. Hả? À, xơi 31 nha. Đó, thiện bắt lớp, thiện điếm nè. Mà ru nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cái. Trời ơi, 29 cái. Đó. Rồi, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Xơi 31. Xơi 31 nha, bán hết cho bà con luôn, 150 ngàn. Xơi 31, 150 nha. Bỏ vô còn rớt hay ta. Rồi, xơi 32 luôn. Xơi 32 luôn. Một cây cắt đá đường nữa nè. Cắt đá đường nữa nha. Con này còn thấy đủ đồ nè, giật hơi hám một coi. Đó, hơi hám rất ngon nè. Đó. Rồi, xơi 32 nè. Đó, bán cho bà con giá bán 500 ngàn nè. Xơi 32, 500 ngàn nè. Rồi, xơi 33 nè. Xơi 33 nè, một con Mitsu GT 400 nè. Đó. Nó mất ô giật thì đổ ô giật lên nè, nổ đồ ngon rồi nè. Đó, dời hơi lửa bao hở bạc rồi luôn nè. Đó, GT 400 cốt thẳng tua nhanh nè. Đó, inlock GT 400 ở trong nha, nó bốn ngựa nha.
Ở giờ bà con đổ chới gì đó bà con đổ nha. Rồi cây này bán cho ngày hôm nay bán cho bà con 950.000 thôi. Xơi 33 950.000. Rồi xơi 34 nè. Đó, xơi 34 một con giang ma GE50 nha. GE50 nó là 5 ngựa nha bà con. Con này là cốt thẳng tua chậm nha. Đó, nó là tua chậm nha bà con. Giờ bà con gắn xịt thuốc nè. Dàn xới mà xới mấy cày đồ được hết nha. Đó thì bà con muốn gắn cái giờ bà con gắn đó, bà con thiện chị bán y như vậy. Con riêng con này thiện bán là tự tin bao nổ luôn cho bà con luôn đó, tại vì con này đích thân của thiện đứng ra thiện làm. Thiện con này thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 1.700.000 nha. Đó, xơi 34 1.700.000 nha. Rồi xơi 35 luôn một cây Arimitsu luôn. Arimitsu này nó là ba người rử ba người sáu nha bà con. Đây ba người sáu nè, ba người sáu nha. Đó cũng là tua chậm nè, nó xài bằng đuôi tôm như vậy nè. Đó giờ bà con lấy những gì bà con lấy nha. Rồi bán cây này cho bà con 700.000 nha. Đó, xơi 35 700.000. Rồi xơi 36 nè. Xơi 36 nha, một con Honda GX200 6 ngựa rưỡi nè. Hàng liên danh nha. Đây là hàng liên danh. Giờ đổ xăng đổ nhớt vô chưa qua xăng chưa qua nhớt nha. Cút thẳng tôi nhanh nè. Đó, đòn UHV đàng hoàng. Rồi con này bán cho bà con giá bán là bán rẻ luôn cho bà con luôn, bán cho bà con 1.400.000 nha. Đó, bán cho bà con 1.400.000, xơi 36 1.400.000. Rồi xơi 37 nè. Đó, có mấy cái bình xả lúa đồ này nọ đồ nữa nè. Đó, xả lúa nè. 1 2 xịt thuốc nè. 3 4 5 6 7 8 bình này cua chô nè. 9 10. Rồi 10 cái về bán cho con 250.000. Xơi 37 10 cái 250.000 nha. Rồi xơi 38 nè. Ở mấy cái nắp ổ giật này bán rẻ rẻ luôn cho bà con nè. 1 nè, 2 nè, Sindawa nè, ốp lưng nè, 3 nè, 4 nè, Sindawa nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Rồi 10 nè. Rồi xơi 38 nha, 10 cái thì bán cho bà con 120.000 ấy. Xơi 38 120.000. Rồi xơi 39 luôn. Rồi một con máy dầu nè, Yanma nè, máy dầu nè nha. Con này máy dầu này là Yanma để thiện coi lờ máy. Con này là L5 nha. Đó, L5 không đời. Đó, con này L5 không đời nè. Đó, ngày con này bao nổ luôn cho bà con luôn. Yanma máy dầu nha. Rồi bán rẻ cho bà con 4.500.000 nha. Đó. Xơi 39 4.500.000 nha. Rồi vô một con Yanma nữa nè, xơi 40 nè. Và con Yanma G đó thì coi G máy L5 nữa nè. Đó mà nó có đời nè. Đó có đời nha, bao nổ luôn cho bà con luôn. Bán cho bà con 4.700.000 nha. À, bán cho con 4.700.000, xơi 40 4.700.000. Ra xơi 41 một cái lử nè. Bây giờ còn nó sót đâu cái đồ phụ tùng nha, một cái lử nữa nha, lử xanh nha bà con, chốt là chốt độc lử xanh giùm cho thiện nha. Đó nhật đàng hoàng da băng, thấy không, gớm không, lử này rất là to. Rồi bán một cái lử như vậy cho bà con là 80.000. Xơi 41 80.000. Rồi xơi 42 luôn. Qua Lam luôn, Lam Latin luôn. 4 tấc, hơn 4 tấc. Đó, rồi tặng thêm cái này nữa. Rồi bán cái này là xơi 42. Xơi 42. Đó, tặng luôn cái này là cái này kèm theo tặng nè, Lam bánh xe nè, còn xài được nè, xài 91 luôn nè. Rồi cái này bán cho bà con 420.000. 42. 42 hả? Ừ. Đây 4 tấc. Rồi. Bán luôn 420.000. Rồi vô xơi 43. Con này cũng vậy, cũng 4 tấc nữa nè. Rồi 43 này cũng vậy, cũng kèm theo tặng một cây này luôn. Rồi bán 420.000. Xơi 43 420.000 nè. Rồi xơi 44 nè, thêm một con G401 nữa nè. Đó, còn có mấy con G nữa là hết rồi. Chuẩn bị kiếm cưa giờ bán rồi. Rồi test lửa cho bà con nè. Đó, lửa đá nè, bà con nào muốn thợ dọn nổ luôn cho bà con luôn. Đó, G41 nha. Rồi bán cây này cho bà con 1.550.000 nha. Đó, bán cho bà con 1.550.000. G41. Con này là 41. Xơi 41. 44. Xơi 44 nha.
Rồi vô C45 nè, một cái đầu đầu áp nè, đầu áp IS nè, đầu ti nóc nha, IS24, con này ti 3 ti, ti 22. Đó, hơi hám heo, heo kêu nè, ột, 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 cùng mấy heo kêu quá không? Đó, heo kêu quá đẹp luôn. Đó, đó giờ bà con vệ sinh đồ lại nha, quanh đồng hồ rồi còn rất là đẹp luôn nè, đẹp xuất sắc luôn. Đó, nhưng mà cái đới nó bị oxy hóa hay sao á, nó hơi bị xét xét chút thôi nha. Ờ nè bà con dòm nè, ti đùa là còn rất là ok, heo nó còn nghe kêu nè. Thấy không? Rồi bán cây này cho cái cục này cho bà con á, là giờ bà con dọn lại nha. Đây nè, thấy không? Rồi IS nha, bán cho con 800 ngàn nha. Đó, xơi 45 800 ngàn. Rồi vô xơi 46 luôn. 46 có mấy cái bình nữa nè, 1 nè. 2 nè. Đây đẹp coi. Dúng tôi lờ coi. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Rồi 250 nha. Chơi 46 250 nha. Rồi chơi 47 luôn nè. À 47 nha, một con Mitsu nha. Mitsu này Mitsu máy đây, thì cũng không thấy nữa đây. Mitsu nhỏ xíu, Mitsu G120 con, sao nó nhỏ xíu mà con này hình như có ngựa máy mà ta, hai ngựa hai mà đây thì không thấy cái tem nó đâu, con này chắc hai ngựa hai nè, hai ngựa hai rồi bà con à. Mất cái chỗ này rồi mà nó in cái lốc Mitsu trong này không thấy nha. Đó con này tu nhanh nha, màu xăng màu đồ bao cho bà con hở bạc luôn, tại đổ xăng vô giật nó nổ luôn. Rồi bán cái GT này cho bà con là 1 triệu nha, tu nhanh nha. 47 nè, giờ gắn đầm cốc đầm đồ nè, chút con quét nè, đầm cốc đầm đồ luôn nha, 1 triệu. Rồi 48 nè, một cây rubin đuôi chuột đó, tu nhanh mà đuôi chuột đó, rubin hơi lửa tốt đó, hơi lửa tốt nha. Rồi bán cho bà con cái cục này cho bà con là bình xăng nè, còn rất là đẹp luôn nha, 800 ngàn nha. Xơi 48 800 ngàn. Rồi xơi 49 luôn. Đó, 49 luôn nha, một cây Rubin, Rubin E18 nha, bao cho bà con ra khói luôn, đã đổ xăng vô nổ luôn rồi. Giờ chỉnh sơ nhẹ chỉnh xăng lại nha. Con này tua chậm 5 ngựa nha. Rồi bán rẻ cái cục này luôn cho bà con luôn. Giờ cứ việc bà con xài thôi. Rồi bán cho bà con 750 ngàn luôn. Đó, xơi 45. 49. À xơi 49 nha. Rồi cái xơi 50 nè, ngày hôm nay xơi 50 này à, thì cứ là thiện thì không có am hiểu gì về điện, nhưng mà đã có một ông anh là ông đã mua về rồi, ông mua về ông thử là có nghĩa là đầu áp này nó nhỏ, mình chỉ xài gia đình thôi ở, và ông đã đấu dây á, là ông đã chạy được, và ông báo là còn đấu cho anh cái vàng là lớn hơn đó, vì vậy cho nên thiện đang làm cái vàng lớn. Thì cái đầu này nó nhỏ, đầu áp nó nhỏ lắm, chỉ có xài gia đình nha. Nhưng mà đầu áp được rồi, ông chú ông xài rồi, chỉ mình rửa xe đồ nhà nhỏ hay là mình xịt thuốc ít á thì được nha, cho nên mới cái giá tiền nó mới rẻ như vậy nha. Đó cho nên thiện cũng không am hiểu motor, thì ông chú ông đã đấu, ông đóng chạy rồi. Đó cho nên thiện không biết, thấy nó ra là nhiều cọng dây quá, thiện cũng không biết đường, không dám đấu, sợ nó giật đi rồi thiện sẽ bỏ vợ bỏ con lại nó khổ nữa. Cho nên vì vậy bà con nào cảm thấy âm hiểu về những cái máy này thì thiện bán cái giá tiền đó rồi bà con, giờ bà con làm giùm cho thiện nha. Rồi con xơi 50 cuối cùng này, ngày hôm nay thiện sẽ bán cho nó đi mau luôn, 1 triệu 450 ngàn. Đó, bán cho con giờ bà con ấy đầu áp rồi là ảnh đã xài hết rồi, ảnh nó nói là ảnh gắn vô là điều yếu quá, cho nên ảnh nói anh đổi lại nha. Rồi ngày hôm nay lên cho bà con 50 lô nha bà con. Thì thiện cũng ráng cố gắng để sắp xếp ra, thì hàng này về Bình Phung thì bà con hỏi quá nhiều đi. Đó, nhưng mà bây giờ đã thông báo là 2 tháng 9 nó mới mở công lại, cho nên thiện cũng ráng cố gắng sắp xếp để mình lấy một ít hàng về ra cho bà con, để bà con còn nhớ đến thiện, để mà còn quan tâm đến cái kênh của thiện, để mà còn coi những cái mặt hàng. Cho nên thiện cũng ráng cố gắng lên mỗi ngày mỗi ít cho bà con, để bà con cần những mặt hàng nào thì cứ alo cho thiện hoặc là bình luận dưới kênh để thiện lùng những mặt hàng đó cho bà con nha. Rồi thiện cũng mến chào tất cả bà con.